Chào mừng quý vị đến với chuyên đề xây dựng bất động sản cuối tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015 đã khép lại, bước vào năm 2016, nhiều doanh nghiệp địa ốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động hàng loạt dự án mới. Cuộc cạnh tranh trên thị trường đang ngày càng chuyên nghiệp hơn. Sân chơi này không còn chỗ cho những doanh nghiệp làm ăn chụp giật hay tay ngang. Năm 2016, phần lớn các chủ đầu tư đã tự tin cho kế hoạch phát triển. Vậy triển vọng thị trường bất động sản lớn nhất cả nước sẽ như thế nào? Phân khúc nào sẽ phát triển mạnh nhất? Quan ngại đằng sau sự phát triển là gì? Trước hết, chúng ta cùng đến với chùm ý kiến sau để cùng nhìn lại một số diễn biến trong năm 2015 của địa ốc thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra nói cách nghiêm túc thì trong 6 đến 7 năm vừa rồi chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn khi mà thị trường bất động sản đi xuống. Và hiện nay chúng tôi rất là vui mừng khi mà thanh khoản trên thị trường tốt hơn rất là nhiều, khả năng hấp thụ được cải thiện, nguồn vốn cho bất động sản được tăng cao và giá đang trên đà phục hồi. Tất cả những điều này cho thấy chúng ta đang ở trong chu kỳ phục hồi của thị trường. Thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 là phục hồi là rất tốt và có thể nói là nhanh. Và trên cơ sở đó thì tôi tin rằng thị trường 2016 sẽ tốt lên rất nhiều. Mà cái quan trọng nhất là hiện nay nó phục hồi nhanh vì lý do dựa trên cơ sở lòng tin. Lòng tin của người mua lẫn người bán hiện nay đang rất cao. Ai cũng nghĩ rằng thị trường bất động sản sẽ nhanh chóng, có thể dùng từ là họ dự đoán có thể là sốt nóng vào cuối năm 2016 rồi. Và chính cái lòng tin tăng lên thì ra người mua là mua rất nhanh chóng và người bán thì cung hàng rất nhiều, làm cho thị trường càng thêm sôi động cho năm 2016. Theo tôi đánh giá thì tôi nghĩ thị trường rất là tốt cho 2015. Mọi phân khúc đều tốt, phân khúc cao, trung và thấp đều có những cái tín hiệu rất là khả quan, số lượng bán hàng rất là tốt. Doanh nghiệp nào hình như là họ cũng đạt được cái mục tiêu của họ trong năm 2015. Có thể nói là cái giai đoạn mà đóng băng của thị trường bất động sản này nó coi như là nó đã qua rồi và đang có những cái dấu hiệu phục hồi. Cái thứ hai, những bài học về tín dụng bất động sản của những năm trước đây đó mà các ngân hàng đã coi như là đánh giá được, đã sơ kết được, thì hiện nay họ lại là có những cái công tác gọi là thẩm định nó chặt chẽ hơn, thận trọng hơn, đặc biệt là thẩm định đối với năng lực tài chính của chủ đầu tư, rồi thẩm định đối với năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư, để từ đó họ có quyết định cho ra một cách tốt nhất. Trong năm 2015, chúng ta thấy một điều rất đáng mừng, đó là các doanh nghiệp bất động sản trong nước đang thống lĩnh thị trường bất động sản. Và trong cái thị trường mua bán chuyển nhượng dự án để giải quyết hàng tồn kho, giải quyết những dự án đắp chiếu trùm mền, thì doanh nghiệp bất động sản trong nước cũng thống lĩnh thị trường mua bán chuyển nhượng sáp nhập doanh nghiệp. Theo dự báo của CBA Việt Nam năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chào hàng khoảng 45.000 căn hộ. Sau một thời gian dài khó khăn, các doanh nghiệp trụ lại trên thị trường đã hoạch định lại chiến lược, đưa thị trường phát triển chuyên nghiệp và bền vững hơn. Kinh tế phát triển ổn định đã tạo cơ hội phát triển cho thị trường này. Niềm tin của người mua nhà, người đầu tư đã quay trở lại. Tất cả đã tạo một triển vọng phát triển cho thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016. Dù vẫn chưa thể khẳng định năm 2016 diễn biến thị trường bất động sản sẽ ra sao, song khảo sát thực tế cho thấy các doanh nghiệp đang đặt ra rất nhiều kỳ vọng về thị trường năm nay. Phần lớn các doanh nghiệp đều khẳng định tự tin với thị trường trong năm Bính Thân này. Năm 2015, địa ốc thành phố Hồ Chí Minh khép lại với tổng lượng giao dịch cao nhất lịch sử trong một năm. Ước tính đã tiêu thụ 36.160 căn hộ, tăng 98% so với năm 2014. Trong đó, lượng giao dịch thực cho người mua lẻ ước tính đạt 33.358 căn hộ, tăng 83% so với năm ngoái. Loại căn hộ trong tầm giá 1,3 đến 5 tỷ đồng bán rất chạy, chiếm hơn 75% tổng giao dịch trong năm 2015. Trước đà hồi phục mạnh này, một số chuyên gia kinh tế cho rằng dự kiến sẽ có 3 kịch bản đối với thị trường bất động sản cả nước. Kịch bản thứ nhất là thị trường đi ngang, kịch bản thứ hai là thị trường đi lên và kịch bản cuối cùng là thị trường bùng nổ. Riêng đối với triển vọng thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016, dù chưa khẳng định chắc chắn diễn biến của thị trường, song phần lớn các chủ đầu tư đều tự tin về sự phát triển. Mặc dù giá cao, nhưng các dự án vẫn đang được tiêu thụ nhanh và hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp. Điều này chứng tỏ thị trường đang bước vào chu kỳ mới và năm 2015 vừa qua được xem là năm bản lề. Mình sẽ có một vài cái tình huống mà
nóng thì có thể là ấm thôi chứ đừng có nóng quá. Bởi vì nếu mà nóng quá thì nó trở thành là vấn đề bong bóng, và mọi người ai cũng hiểu là mình không muốn nó bong bóng trở lại. Doanh nghiệp và người mua hay là nhà đầu tư như chúng tôi cũng không có thể muốn như vậy. Tôi nghĩ rằng là có thể là lãi suất ngân hàng sẽ tăng lên một vài phần trăm để cho giảm nhiệt của cái thị trường. Đó là những cái tác động đó. Và cái số lượng người mua thì khi mà họ thấy cái lãi suất nó lên thì họ sẽ mua bớt ít đi. Và cái vấn đề thứ nhì nữa là cái thị trường mà cho thuê, nếu mà nó thực sự là có một cái thị trường thực sự thì nó mới có thể thúc đẩy cái sự phát triển bền vững cho bất động sản. Tôi cho rằng phân khúc cao cấp đối với 2016 vẫn là phân khúc mà là một điểm nhấn phát triển nổi bật nhất và người ta mua bán sôi động nhất. Vì lý do muốn đầu tư là phải đầu tư bất động sản cao cấp nó mới tăng giá. Còn đối với phân khúc nhỏ trung bình thấp, hiện nay chúng ta thấy vắng bóng dự án đưa ra luôn. Căn hộ mà 800-900 triệu là hiếm luôn, gần như không có. Và đây là vấn đề là trên là cung cầu rất lớn. Là vì cái bình thường là chúng ta phải cung cái nguồn cung cái phân khúc này phải nhiều, tại vì đây là nhu cầu quá lớn, nhưng mà bây giờ lại vắng bóng nhà đầu tư thì ra người mua là sẽ tìm không ra. Nhưng mà dù sao đi nữa, đối với phân khúc cho người thu nhập trung bình hay trung thấp, đó là phân khúc phát triển bền vững nhất hiện nay và trong hiện tại vẫn tương lai, còn hot nhất trong nay vẫn là cao cấp. Sau 7 năm trầm lắng, cuối cùng các chủ đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lại tự tin trong việc phát triển các dự án trung cấp và hạng sang và tiến lên một tầm cao mới trong việc phát triển các dự án cao cấp và hạng sang với đầy đủ tiện ích sống xanh cho cư dân. Cái nền kinh tế Việt Nam chúng ta hiện nay phục hồi đáng kể, GDP tăng trưởng rất tốt, lãi suất thì hiện nay là gần như là rất phù hợp cho người mua nhà và các ngân hàng là tiếp cận khách rất thuận lợi và cho vay rất lâu nữa. Còn hiện nay nhà nước đang quản lý đô la là rất chặt chẽ, đô la gửi ngân hàng là gần như là lãi suất không có luôn. Chỉ còn trông vào vấn đề là đô la tăng giá mà thôi. Vàng hiện nay cũng sập sình. Và sau nhiều năm đóng băng thì người ta có cái nhận định là thị trường bất động sản sẽ phải tốt lại theo cái chu kỳ của nó. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Giám đốc điều hành quỹ Gen tại Việt Nam cho biết, sau hơn một năm tìm hiểu, phân tích và nhận định thị trường một cách cẩn trọng, cuối cùng quỹ đã quyết định đầu tư vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh và dự án đầu tiên hợp tác đầu tư với một đơn vị trong nước nằm ở khu vực phía Đông. Chúng tôi thì năm 2016 thì chúng tôi rất là mong muốn rằng là cả hai, không phải là chỉ về nguồn đầu tư từ nước ngoài nhưng mà từ những doanh nghiệp họ sẽ có những cái sự gọi là thông hiểu hơn tại sao những cái đòi hỏi của nhà đầu tư nước ngoài nó như thế nào, và như vậy thì chúng ta dễ dàng hợp tác hơn. Chúng tôi mong rằng là năm nay chúng tôi sẽ thành công trong một vài cái thương vụ để phát triển, vì chúng tôi rất là tin rằng là cái thị trường bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn là tiếp tục mọi phân khúc. Khảo sát của VITV khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho thấy ngay trong những tháng đầu năm 2016, tập đoàn Novaland sẽ đưa hàng loạt dự án lớn ra thị trường như khu đô thị Rạch Chiếc với quy mô 30 ha, dự án khu đô thị Cảng Phú Định 50 ha tại quận 8, dự án phức hợp căn hộ thương mại dịch vụ Ristar quận Tân Phú, dự án Madison Thi Sách v.v. Tập đoàn Hưng Thịnh dự kiến tung ra khoảng 6.000 sản phẩm thuộc mọi phân khúc và dự án sẽ tiếp tục mua lại nhiều dự án khác. Tương tự, Him Lam đưa ra 2.000 căn hộ với giá từ 1 đến 1,5 tỷ đồng trên một căn. Một đơn vị khác mới nổi là công ty An Gia cũng đã bắt tay hợp tác với Phát Đạt, dự kiến tháng 3 năm nay sẽ tái khởi động dự án The Everest 2 quận 7, tung ra thị trường gần 10.000 căn. Tôi nghĩ rằng là sau khi 2013, 2014 đều có những cái tín hiệu tốt, thì tới 2015, 2016, 2016 thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy rằng là những cái doanh nghiệp họ đã xong những cái sản phẩm và họ sẽ bắt đầu bàn giao cho những người mua. Và ở đây thì mình sẽ thấy là mọi phân khúc từ phân khúc cao cho tới vừa cho tới thấp. Và cái số lượng người khi mà họ nhận bàn giao này á, thì nó sẽ thể hiện rằng là họ có khả năng để mà nhận bàn giao họ phải trả cái 25% cuối cùng chẳng hạn để mà nhận bàn giao những cái nhà ở. Và cái thứ gì chúng ta sẽ thấy rằng là họ có thể ở thực sự hay không, hay là chính thức là họ đầu tư để mà đầu cơ và họ muốn là cho thuê lại. Theo quan điểm của tôi mà thị trường bất động sản á, nếu mà 2016 sang 2015, nếu mà phân tích về mặt kỹ thuật không thể tăng giá được. Tại sao? Lãi suất hiện nay cũng không quá cao, vật liệu xây dựng hiện nay không tăng, sắt thép có thể nói là xuống,
Thành ra về phân tích những cái yếu tố đó chúng ta thấy nó sẽ không tăng. Nhưng bất động sản vẫn có thể tăng. Vì lý do là do cung cầu cơ. Nếu người mua nhiều quá thì nó vẫn tăng. Và khi bất động sản tăng như vậy thì người mua cũng thích nữa. Người mua có nhu cầu thật á thì ngán cái việc tăng giá. Nhưng mà người mua đầu tư nghe nó tăng giá mừng lắm. Tại họ mua sau vài bữa chú tư tăng giá lên họ lời, họ đạt lợi nhuận. Và chúng ta cũng không bỏ qua cái câu chuyện là chính chủ đầu tư làm giá. Họ bán hôm nay 10 triệu, ngày mai họ tăng giá 12 triệu cho người mua thấy lợi nhuận thì người ta mới đổ xô vào mua. Và cái chuyện đó mới là cái câu chuyện dễ xảy ra rủi ro. Có thể nói, sau giai đoạn khó khăn, các doanh nghiệp trụ lại đã hoạch định lại chiến lược cho mình. Sự phân hóa trong việc phát triển các phân khúc thị trường giúp thị trường được phát triển bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn và qua đó phát triển bền vững hơn, đem lại lòng tin cho nhà đầu tư. Dự kiến trong năm 2016, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trên 45.000 căn hộ từ 90 dự án. Như vậy, cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt bởi vì thị trường hiện đang có quá nhiều sự lựa chọn, giá bán tăng liên tục và đối tượng khách hàng cũng đa dạng hơn. Có thể nói, việc các doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch bài bản tự tin về kế hoạch đưa sản phẩm trong năm 2016 là điều đáng ghi nhận và ngày càng chứng tỏ sự phát triển của doanh nghiệp địa ốc, nhất là doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện này, những quan ngại về thị trường không phải là đã hết. Thị trường liệu có lệch pha cung cầu, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp và liệu nguy cơ bong bóng có quay trở lại? Chúng ta cùng đến với một số ý kiến sau. Một điểm mà tất cả các chuyên gia đều cùng chung nhận định và lo ngại. Thị trường phát triển theo xu hướng mất cân đối, tức là vì các doanh nghiệp có xu hướng chạy theo phân khúc cao cấp và bỏ qua phân khúc trung cấp, bình dân. Phân khúc luôn có nhu cầu cao và tăng mạnh nhưng lại đang dần khan hiếm nguồn cung. Dự báo trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, đến 70% nguồn cung thuộc về phân khúc cao cấp. Thật ra bất động sản nếu tốt ở một cái tốc độ mà tương đối hơi chậm từ từ đi lên thì đó là một điều rất tốt. Cái gì cũng vậy, nó chậm thì nó sẽ bền vững. Còn hiện nay tôi nhận định rằng khi thị trường mà phát triển quá nóng như vậy, và thậm chí tôi dự đoán 2016 là nó sẽ nóng lên trong 2016 cơ. Mà trước một cái sự nóng đó thì nó sẽ dự báo một cái rủi ro rất là cao. Thật ra thị trường hiện tại đang phát triển rất là nóng và nhiều người đang rất lo ngại cái bong bóng bất động sản xảy ra. Thì câu trả lời của chúng tôi là chúng tôi vẫn đang tìm kiếm là bong bóng bất động sản đang xảy ra ở đâu và chúng tôi đang chờ đợi điều đó. Với những cái cơ chế hiện nay, thí dụ như các cơ chế của chính phủ, của ngành trong cái việc hỗ trợ bất động sản á, thì cũng tạo điều kiện cho các lĩnh vực tạo điều kiện cho cái tín dụng bất động sản nó phát triển một cách gọi là tích cực. Nó coi như là nó ngăn chặn những cái tình trạng bong bóng bất động sản có thể xảy ra như những năm 2006, 2007. Thì như bây giờ mình thấy đó là năm 2007 đi chẳng hạn, thì trong cái tổng dư nợ tín dụng thì tín dụng bất động sản nó chiếm khoảng trên dưới 30% rồi. Mà đến nay giờ phút này thì nó chỉ chiếm khoảng từ 11, 12, thậm chí nó lên khá cao đó là cũng chỉ hơn 12% thôi. Thì cái này cho thấy sự thận trọng và sự dè chừng của các ngân hàng thương mại khi mà họ đầu tư vào lĩnh vực này. Theo số liệu của Savills Việt Nam, thị trường nhà ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón nhận nguồn cung khoảng 16.500 căn hộ trong năm 2016. Trong đó lượng cung lớn là những dự án căn hộ cao cấp. Còn theo số liệu của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn thành phố có 1.409 dự án với khoảng 570 dự án đã hoàn thành. Như vậy, 839 dự án chưa hoàn thành, trong đó 228 dự án còn hoạt động. Và trong số này có khoảng 60.000 căn hộ có mức giá từ 3 đến 4 tỷ đồng một căn. Đây là con số cực kỳ lớn và dự kiến đến khoảng năm 2017-2018, các dự án này sẽ hoàn tất. Như vậy, trong vòng 2 đến 3 năm nữa, nguồn cung căn hộ cao cấp trên thị trường cực kỳ lớn. Một vấn đề đặt ra đó là liệu với hơn 60.000 căn hộ cao cấp tung ra trong vòng 2 đến 3 năm tới, thì con số tiêu thụ thực tế sẽ là bao nhiêu? Và nếu như bán không được 1/2, thì thị trường sẽ như thế nào? Cái chuyện mà nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang làm những căn hộ 2, 3, 4 tỷ đồng này, từ những khu đất vàng, đất bạc, và số lượng rất lớn. Thứ nhất là nó không đúng nhu cầu. 20-30 ngàn căn, 40-50 ngàn căn cạnh tranh với nhau thì xảy ra thế nào? Tôi lấy một thí dụ. Thứ nhất là khu Tứ Giác, gồm Mattery, rồi Sala, Tân Cảng và Ba Son. Cái chùm Tứ Giác đó gồm có quận Bình Thạnh, quận 2 và một phần Thủ Đức chẳng hạn. Nó cạnh tranh như thế nào? Và một sự cạnh tranh khốc liệt sẽ
xảy ra, thắng thua trong cái cuộc cạnh tranh này, và sức mua như thế nào để chịu đựng được cái khối lượng cung quá lớn vậy. Xét trên bình diện tổng thể thì thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chưa thể xuất hiện bong bóng. Song cẩn trọng không phải là thừa. Một số nhà đầu tư nước ngoài cho rằng các chính sách về nhà ở nói riêng, thị trường bất động sản nói chung cần có một cái nhìn dài hơi chứ không phải là ngắn hạn. Chính sách cần minh bạch và ổn định. Và một điều nhìn thấy rõ trong năm nay đó là địa ốc thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ hơn năm 2015 và rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẽ chọn thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016. Những ý kiến trên đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Và để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề tuần sau.